Vâng, em Khanh xin kính chào toàn thể quý vị và mọi người, chào tất cả anh chị em thân mến. Thì hôm nay bên em có một chiếc Kia Forte đời 2011 nhân số sàn. Vâng, chiếc xe này thì bên em mới về xong. Chiếc xe này khá là đẹp, bên em đang chào bán giá là 288 triệu được không anh chị? Xe khá là đẹp luôn. Về tổng thanh sơn xi bên ngoài thì không phải làm bất kể một cái gì, và xe em cũng cam kết là không đâm đụng, không ngập nước, xe khá là đẹp. Keo chỉ zin 100%, máy nổ rất là êm luôn. Vâng. Về hệ thống an toàn của nó thì nó cũng có túi khí và phanh ABS 4 bánh hết rồi. Vâng. Thêm thiết bị thì là gồm có độ thêm này, có màn hình cam lùi đầy đủ và cam cảnh báo trước sau đều có hết. Và có cả cam trước, cam sau. Chiếc xe khá là đẹp. Cửa sổ trời. Vâng. Chiếc Kia Forte khá là đẹp các bác nhé. Em vừa đi qua một lượt về chiếc Kia Forte đời 2011 nhé. Thì bên em đang chào bán giá cũng hợp lý. Nếu các bác mua chiếc xe này về thì chạy taxi dịch vụ cũng rất là ok, rất là tuyệt vời. Và sau đây em sẽ đi vào trong xe và nội thất của nó, chiếc xe xem xe nó có đẹp cỡ nào. Máy vẫn đang nổ các bác nhé, máy rất nổ, nổ rất là êm luôn. Đây máy đang nổ này, vòng tua của máy này. Rất là chuẩn nhé. Mở cửa, báo mở cửa này. Vâng, đây cửa sổ trời đây, đầy đủ hết nhé. Mà đây là keo chỉ của nó này, keo chỉ zin hết đây, cái dây bóng người ta dán thêm vào cho đẹp thôi. Và keo chỉ zin hết nhé. Ốc cổ bản này cửa chưa ra này các bác này, bản này cửa chưa ra. Vâng, xe khá là đẹp, khá là chất xe. Keo chỉ là zin hết, lắp pin nhựa rất là đẹp, rất chuẩn chỉ nhé. Trần vẫn là trần để zin, ghế đẹp. Đây này cua lốp này, cua lốp chưa có bị sao cả, chưa có mục mọt gì hết. Và dây gầm này, dây gầm chưa có mục mọt, chưa có sự va chạm gì cả, khá là đẹp, chất xe. Xe đây, khá là đẹp, xe chuẩn, đẹp, ngoài, khá là đẹp luôn. Từ 2011 giá đấy là rất là hợp lý, các bác mua về rất là ok. Đây là bộ tha ra vào lốp của nó này, đã được chủ xe dán chống ồn rất là cẩn thận này. Và đây em đi phía dưới này. Vâng nhá, dưới rất là đẹp luôn, không có sự va chạm vào nhá, không có nhá. Vâng, khá là đẹp luôn. Đây cửa sau đây. Chung là con này keo chỉ zin 100% và máy nổ rất là êm luôn. Đây, dây gầm của bên phụ này, xe khá là đẹp, khá chất xe. Xe khá là tuyệt vời. Lốp còn được đến 70% sử dụng nữa các bác nhé. Và đèn qua đèn thì đã có đèn bi rồi. Và đổ thêm đèn gầm bi nữa này. Rất là đẹp. Xe khá là đẹp luôn. Giờ đây là máy, em xem bật trong cabo cho các bác xem. Xe khá là đẹp. Vâng, đây. Xe cổ khá là êm.
bài các bác nhé. Đây thì máy đang bảo là không tiếng nổ, nó không rung máy nhé. Rất là đẹp. Vâng, về một chiếc xe Kia Forte tổng thành tất cả như cốp rồi là cabo, cánh cửa thứ nào không có va chạm gì, không có hiện tượng mất keo chỉ và đi 100%. Và em cũng cam kết với các bác là không đâm đụng, không ngập nước, máy nổ êm, điều hòa mát, màn hình đầy đủ, có cam trước cam sau hết, chiếc xe quà rất là hoàn thiện. Vâng, rất là đẹp luôn. Thì chúng ta lấy một chiếc xe này về đi lại gia đình hoặc là chạy dịch vụ cũng rất là ok. Vâng, giá cả thì nó cũng hợp lý. Chúng ta nên sử dụng một chiếc xe này thì cũng rất là tuyệt vời. Và em cũng quay qua đoạn rồi. Nếu các bác có nhu cầu sử dụng chiếc xe này thì em sẽ chụp kỹ nữa hơn. Vâng, em xin kết thúc clip tại đây.